Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão tại sao lại tập hợp chúng ta lại? Ta hôm nay cảm giác được khí tức của tiên tổ. Cái gì? Là tiên tổ Lâm Minh đã phi thăng vào 3.000 năm trước rồi. Tiên tổ sắp trở về. Lâm gia chúng ta có hy vọng rồi. Hệ thống, khí vận của Diệp Trần còn bao nhiêu? 230. Nói đến việc khí vận phản vệ, thực ra vận khí của ta và vận khí của tất cả khí vận chi tử đều cách biệt quá lớn, vì vậy mới tồn tại ở. Đúng thế, dựa vào việc khí vận của ký chủ được nâng cao, thì việc phản vệ do khí vận sẽ dần dần mất đi. Xem ra xuất hiện biến số là ta đây, thì thiên đạo cũng khó mà bảo vệ những khí vận chi tử đó. Nhân vật Cố Trường Ca thân phận đệ tử chân truyền của Đạo Thiên, huyết mạch Ma Tâm Đạo Cốt, tu vi Phong Hầu Cảnh Trung Kỳ, công pháp Thần Thông Đạo Thiên Tiên Điển tầng thứ 7, Vạn Hóa Ma Thần Thiên Phú, Tiên Thiên Thần Niệm Thiên Phú, Thôn Tiên Ma Công, điểm thiên mệnh 100, khí vận 110, trao đổi hệ thống đã mở, kho, phá vực phù 1, hạt giống tàn phá 1. Chỉ là cái vận khí màu đen này của ta đại biểu cho cái gì đây? Lẽ nào chỉ vì thân phận phản diện của ta? Mặc kệ thế nào, tình tiết phát triển trước mắt còn đang nằm trong phạm vi khống chế của ta. Rau hẹ mới đã xuất hiện rồi. Vận là lên ra sức vắt kiệt nó mới đúng. Hình như tâm tình của công tử hôm nay không tồi. Khí vận của tiểu nương tử này từ khi nào tăng lên 400 rồi? Bảo sao khí vận của ta cứ cảm giác chững không giảm. Hóa ra là chịu sự ảnh hưởng của khí vận của làng ấy. Người đẹp ở đây, tâm tình của ta sao có thể tệ được? Xem ra trên người cô ta còn có bí mật gì đó mà ta chưa biết. Đã đến Trung Châu hay là kể cho ta nghe một chút về thực lực bên này đi. Trung Châu tổng cộng có 8 thành lớn. Trong đó, Trung ương Thiên Thành là thịnh vượng nhất. Lần này Tam Hoàng Tử của Hoàng Triều Đại Hạ tổ chức luận đạo cũng là loại đại hội tầm thường này, sao công tử có thể để vào mắt chứ? Công tử cứ xem như là trò cười mà nghe là được rồi. Cũng đúng. Cùng với một đám nhóc con hạ giới ngồi luận đạo, loại chuyện vô vị này, không muốn thì cũng chả sao. Nghe nói gì chưa, tiên tổ Lâm gia hạ giới trở về rồi đấy. Người nào nói vị cường giả phi thang vào 3.000 năm trước của Lâm gia à? Thượng giới cũng đã bế quan mấy ngàn năm rồi. Không phải giả đấy chứ. Thật đấy, nghe nói đích thân Lâm gia trưởng lão mở họp tông môn. Cường giả đến từ thượng giới, thượng cổ Lâm gia. Nếu không phải bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, thì nơi đây đúng là một nơi tốt để lương thân. Gia tộc thượng cổ rất là thịnh vượng phồn vinh. Bây giờ bí mật trên người của ta không ít. Còn có sư phụ giao phó phải nhanh chóng tìm được tàn tích. Cố Trường Ca, chúng ta chưa xong đâu. Đó là tiên tổ nhưng mà cái người mặc áo bào màu trắng ngồi ở vị trí đầu tiên là ai? Hình như tiên tổ đối với hắn rất là cung kính. Minh não, khó mới có cơ hội về nhà một lần. Các ngươi cứ nói chuyện các ngươi, đừng để ý đến ta. Công tử người nói như vậy, não nô cảm thấy rất vui, nhưng không thể nào gạt ngài sang một bên được. Không ngờ Minh não bên cạnh Cố Trường Ca lại là một cường giả, không hổ là Cố công tử. Não nô, ta nghe nhầm rồi à? Vậy mà tiên tổ lại xưng lão lô trước mặt người trẻ này. Cái này, nếu như Minh não không mặc kệ ta được, vậy cứ để Thanh ca cùng ta đi dạo một vòng là được. Cung tiễn đại nhân. Thu Hàn, ngươi quen thuộc địa hình ở đây, còn không nhanh đi chỉ đường cho đại nhân. Vâng, thưa phụ thân. Đại nhân, tiểu nữ Lâm Thu Hàn bái kiến đại nhân. Lâm Thu Hàn tên hay. Đa tạ đại nhân đã khen. Vậy phải phiền Lâm cô nương đưa ta
và Thanh Ca đi dạo một vòng có được hay không? Lên, lên làm mà. Đây, sao trái tim đột nhiên lại đau đến vậy? Là tạp niệm đáng chết của cơ thể lại đối với tỷ tỷ của hắn hay sao? Ta đường đường là thần vương, tại sao lại bị ảnh hưởng bởi việc phàm tục như thế này? Đợi đã, người con gái kia à? Cửu Dương Huyền Xá Thể. Đây, không phải là cái lò luyện thể mà trước đây ta cần hay sao? Lâm công tử, xem ra bệnh tim của người ta có thể thuận tiện giúp ngươi trị khỏi. Không ngờ đại nhân trẻ tuổi ở trong miệng của hắn vận khí lại tốt như vậy. Loại bảo thể này ở bên cạnh của hắn có chút đáng tiếc. Đang dự định ra ngoài tìm vận khí chi tử vừa mới xuất hiện, không ngờ ngươi lại tự dâng đến cửa. Ơi, điểm khí vận là 100, là 500. Nhưng mà ta chưa từng làm gì thiếu niên này, tại sao lại cảm thấy địch ý trên người của hắn? Bởi vì cô ta ở. Như thế cũng tốt. Hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Ồ, đợi đệ phế vật sao lại nói hắn như vậy? Đây đều là mọi người. Đây đều là... Mọi người công nhận mà, hắn vốn dĩ không có thiên phú tu luyện gì, xuất thân cũng không tốt. Tuy ta cũng có thể hiểu cho hắn, nhưng chung quy là cũng không còn cách nào khác. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, nhưng mà có tỷ tỷ vừa xinh đẹp biết quan tâm bảo vệ cho hắn. Hắn cũng khá là may mắn rồi. Không, không có. Thực ra, Tiểu Thiên cũng rất là hiểu chuyện. Gần đây cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện rồi. Ồ, gần đây mới chuyên tâm tu luyện sao? Tính cách thiếu niên phế vật biến chuyển ngay trong một... Là cường giả chiếm cơ thể hay là trùng sinh đây? Đúng vậy, tu vi mà trước đây đệ ấy bị đình trệ đã có đột phá rồi. Với nạ đệ ấy cũng thể hiện ra thiên phú rất mạnh. Ở trong đan dược trận pháp. Có một lần, còn chỉ ra được nỗi sai của trưởng lão. Hắn có thể thay đổi. Có nghĩa là lời khuyên giải của người hữu dụng. Hắn biết, hắn đã hiểu được nỗi lòng của tỷ tỷ như ngươi rồi. Tuy trước đây ngươi nghiêm khắc với hắn, nhưng ngươi cũng là thật lòng muốn tốt cho hắn không phải hay sao? Công tử đang an ủi ta sao? Không ngờ công tử lại hiểu ta như vậy. Bình thường đến Tiểu Thiên cũng không hiểu ta, còn nghĩ ta đối xử với đệ ấy quá là hà khắc. Tiểu huynh đệ, Lâm Thiên có thể thay đổi diện mạo, đương nhiên là chuyện tốt. Chắc trước đây cũng là viên ngọc sáng bị bụi che khuất mà thôi, dù sao chỉ ngắn ngủi mấy ngày. Đã chỉ ra được nỗi sai của trưởng lão thiên phú này. Sao Tiểu Thiên lại là ngọc quý được chứ? Với nạ thiên phú của đệ ấy, trước đây đến Ninh Hải Cảnh cũng không thể nào đột phá nổi. Vậy thì hắn luyện đan kiểu gì? Chẳng lẽ Lâm gia ngươi có cổ pháp thuật, có cổ pháp thất truyền nào để lại cho hắn hay sao? Chuyện này, xem ra Lâm Thu Hàn đã có hiểm nghi với sự biến đổi của Lâm Thiên, thu hoạch được chút vận khí chi tử, nên đơn giản hơn so với tưởng tượng. Quy tắc khí vận chi tử quay về không, điểm khí vận kích sát khí vận chi tử bằng không, có thể nhận được giải thưởng thiên đạo ngoài định mức. Giải thưởng thiên đạo, có chút thú vị. Diệp Trần là tầm bảo thử, tạm thời của ta vẫn chưa thể động vào. Xem ra phải tiến hành một lần thu hoạch từ chỗ của Lâm Thiên trước rồi. Công tử, Thu Hàn tận tay làm một chút linh cao. Nghĩ là nửa đêm công tử sẽ đói, có thể ăn cho đỡ. Ơi, Lâm cô nương có lòng rồi, buổi tối còn tận tay đưa đầu tới ăn. Thanh Ca thay công tử tạ âm cô nương trước. Ơi, cố công tử. Vậy thì, phiền thánh nữ Thanh Ca rồi, ta không làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa. Mới lần đầu gặp mặt mà đã khiến Lâm cô lương nhớ nhung rồi. Công tử, sao ghen rồi à? Công tử tâm tư quá sâu, Thanh Ca khó biết được công tử yêu thích gì. Có ghen hay không cũng không quan trọng. Nếu công tử có ý, vậy chỉ cần giữ Lâm cô lương lại bên mình là được rồi. Nha đầu này trở lên khẩu thị tâm phi từ lúc nào vậy? Ý tỷ. Tiêu Thiền, đệ ở đây làm gì? Đêm hôm thế này tỷ tỷ đi đâu vậy? Chẳng lẽ là đi gặp cố công tử đó sao?
Chuyện của ta không cần đã lo, tự tu luyện cho tốt đi. Lâm Thu Hàn, tên họ Cố đó không phải là người tốt. Tỷ đừng để bị vẻ của ngoài hắn. Tỷ đừng để bị vẻ ngoài của hắn nữa. Hắn nói linh tinh gì vậy? Công tử. Công tử khiêm tốn lễ nghi, ôn nhu như ngọc, đâu giống như người xấu chứ. Còn đệ đó, khi nào giỏi bằng một phần của công tử thì ta mới yên tâm. Sao tỷ ngốc vậy, tỷ không nhìn ra sao? Gần đây đệ cứ kỳ kỳ lạ sao ấy. Dù Cố công tử không phải người tốt, thì với thân phận của hắn, thì có mưu đồ gì với ta được chứ? Đệ vẫn nên kiểm điểm lại chính mình đi. Tỷ, tiểu tử Lâm Thiên này, cứ theo tu vi ngày càng mạnh lên, mà tính khí cũng ngông cuồng không ít. Vừa nãy quên không hỏi, sao đệ ấy luyện được đan vậy? Trước đây dục luyện cũng không được, bây giờ suốt mấy ngày không gặp lổi cái bóng người, chẳng lẽ là có cao nhân chỉ điểm? Hay là... Lâm Thu Hàn đã nghi ngờ tính cách thay đổi của Lâm Thiên, điểm khí vận của Lâm Thiên bị tổn thất 50 điểm, giá trị thiên mệnh của túc chủ tăng thêm 250 điểm. Quả nhiên, chuyện đã phát triển theo hướng ta tính toán rồi. Chắc Lâm Thiên sắp không nhận lại được nữa, muốn động tay với ta rồi. Vốn nghĩ đợi thời cơ để tiếp cận nữ nhân tên là Tô Thanh Ca đó rồi mới xử lý người, mà cái tên họ Cố nhà ngươi cứ chen chân vào chuyện của ta và Lâm Thu Hàn. Với một thân đầy chấp niệm, đã làm phiền đến tinh thần bổn vương. Nếu ngươi vội vàng muốn chết, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Dùng cửu cửu mê hồn hương được ngâm từ 8 loại động vật tinh huyết, cộng thêm 3 loại hung thú cốt nạp, cùng với 15 tải thọ nguyên của chính mình. Mượn đại thế trời đất, lấy đi tính mạng diệt sạch chân hồn. Vực ngoại thiên ma chú dẫn. Bây giờ ta thi triển chú pháp ở mức này, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng rồi. Nhưng mà có sự thêm vào 15 năm tuổi thọ viên của ta, thì dù Cố Trường Ca ngươi có may mắn giữ lại được một cái mạng, thì chắc chắn là cũng rơi vào kết cục thê thảm. Dám tranh giành thứ của Lục Thiên Thần Vương ta, thì đây chính là kết cục của ngươi. Cũng gần giống như là dự liệu của ta, hơi thở thiên ma quen thuộc như vậy, không ngờ lại là thiên ma chú ngoại vực à. Với tu vi hiện tại của ngươi thì có thể phát huy mấy phần cơ chứ? Thủ đoạn ma đạo thi triển trước mặt ta, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Chuyện này, công tử, hơi thở này là truyền tới từ phía Lâm gia. Là tổ tiên của Lâm gia sao? Không, không ngờ lại bị phản phệ rồi. Không ngờ, thứ ma chú này lại khiến cho nguyên thần của ta khỏe lên không ít. Vẫn còn một viên bổn mệnh thọ nguyên. Thọ nguyên của Lâm Thiên giảm mạnh, khí vận bị tổn hại 150 điểm, giá trị thiên mệnh của túc chủ tăng thêm 750 điểm. Ê, ta còn chưa làm gì mà ngươi đã dâng cho ta đại lễ như vậy rồi. Như vậy thì mang bản thân mình sống sờ sờ ra chơi cho phế luôn, vận khí mới đúng là khiến hắn nhận được một cái chết tốt đấy. Não nô bảo vệ không chu toàn, mong công tử trách phạt.
Đây, là đang làm gì hả? Bọn ta quan sát không kỹ, mong công tử tha lỗi. Công tử, người không sao chứ? Không sao, chú pháp trình độ này, đương nhiên là không thể nào đả thương được bản tọa. Nhưng ta lại muốn biết là ai có thể dùng thủ đoạn như vậy ở hạ giới. Chú pháp đã bị phá giải như vậy, chắc chắn người ra tay đã bị phản phệ. Đúng đúng, tiểu nhân sẽ triệu tập tất cả lực lượng đi điều tra. Thiết nghĩ chắc chắn là sẽ tìm ra hung thủ, cho công tử một lời giải thích. Lâm Thiên à, Lâm Thiên, e rằng ngươi bây giờ đến một người bình thường cũng không bằng. Tiểu Thiên, tối nay đã xảy ra chuyện lớn rồi. Gia chủ triệu tập mọi người đi làm việc rồi. Làm sao đây? Bây giờ bổn nguyên của ta chịu bị thương tổn, đến đi cũng không vững. Bộ dạng này bị người ta phát hiện, e rằng mọi người đều sẽ biết do ta động chân động tay với tên họ Cố kia. Chẳng lẽ ta đường đường là Lục Thiên Thần Vương lại tàn tạ ở đây như vậy? Tiểu Thiên mau mở cửa, đợi mà không trả lời ta sẽ đi vào đó. Đúng rồi, ta có thể giết chết à? Ta có thể giả chết. Vốn dĩ cơ thể của Lâm Thiên đã bị bổn vương đoạt mất. Chỉ cần tâm mạch bị đứt, đương nhiên sẽ không có cơ hội sống. Tu sĩ dưới trướng của thần vương tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Chỉ cần ứng phó qua khoảng thời gian này, ta lại có thể dùng thần hồn bí pháp hồi sinh. Tới lúc đó có thể trốn đi, thần không biết quỷ không hay. Cố Trường Ca, món nợ này về sau chúng ta lại tính tiếp. Lâm Thiên. Công tử, lão lô quản giáo không nghiêm, mong công tử trách phạt. Tìm thấy người rồi. Khởi bẩm công tử, đã tìm thấy rồi. Nhưng mà... Ồ, sao vậy? Là một đứa trẻ tên là Lâm Thiên của tộc ta, ngày thường cũng là một tiểu bối không được coi trọng. Nhưng mà, lúc bọn ta phát hiện tâm mạch của hắn đã ngừng, không còn hơi thở ở trong vũng máu, chết rồi. Tiểu nhân quản giáo không nghiêm, mong đại nhân trách phạt. Lâm Thiên ám hại công tử, đúng là chuyện nhục nhã của cả tộc, mong đại nhân trách phạt. Ơi, tốt xấu gì cũng là khí vận chi tử, chưa giết chết tên kẻ địch như mình, đã sợ vội tự sát, sợ tội tự sát. Vậy thì phế vật quá rồi. Đến hệ thống cũng chưa có nhắc nhở gì, thả hiện tên Lâm Thiên này chắc chắn là còn sống. Bảng danh sách khí vận chi tử: Diệp Thần, Lâm Thiên. Chẳng lẽ là giả chết? Ơi, nhưng chỉ dựa vào một tên tàn hồn bị tổn thương sau khi rời khỏi cơ thể, đến cơn gió nhẹ bên ngoài cũng không chống cự nổi. Thế thì còn chạy đi đâu được cơ chứ? Tên Lâm Thiên đáng chết này, chuyện thành không có, chuyện bại thì thừa. Cái mạng nát của hắn thôi khỏi cần. Nếu mà đại nhân trách tội xuống, vậy người chịu tội chính là cả Lâm gia chúng ta. Vốn tưởng Tiểu Thiên đã đổi tính, tại sao lại làm ra chuyện ác khiến cả tộc không thể tha này? Lâm Thiên à, Lâm Thiên, ngươi muốn hủy cả Lâm gia ta sao? Đây chính là mùi vị của quyền thế à? Rõ ràng Cố Trường Ca còn chưa làm gì, vậy mà người nào của Lâm gia cũng lòng hoang mang sợ hãi. Tiếng oán thán tên là Lâm Thiên đó cũng nổi lên khắp nơi rồi. Lâm Thiên bị toàn tộc bài trừ, điểm khí vẫn tổn thất 100, thiên mệnh của túc chủ tăng lên 500 điểm. Ồ, chỉ một động thái của Lâm Thiên mà đã tặng ta nhiều điểm thiên mệnh như vậy. Nhưng mà cũng tốt, bây giờ giá trị còn lại của hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu, chắc cuối cùng cũng bị bó buộc lại với Lâm Thu Hàn mà thôi. Mong công tử trách phạt não nổ,
Lâm Thiên thân là hậu nhân của lão nô, lại làm ra chuyện bất kính như vậy. Lão nô thực không còn mặt mũi nào đối diện với công tử. Chuyện này đúng là có chút kỳ lạ. Chuyện của Lâm Thiên ta nghe Lâm Thu Hàn cô nương có nhắc đến một chút. Lên nghĩ một thiếu niên trẻ tuổi tài cao, cũng không thể nào làm ra được chuyện gì giết chết ta. Từ rất lâu rồi, việc dùng bí thuật đoạt mất thần hồn con người, thao túng cơ thể của kẻ khác cũng thấy nhiều không còn mới mẻ gì nữa. Chuyện này tuy xuất phát từ Lâm Thiên, nhưng ta nghĩ chắc chắn là không liên quan đến Lâm gia các người. Công tử không phải không biết phân biệt phải trái đúng sai, lẽ mặt minh não đã theo ta từ lâu lên chuyện này thôi bỏ đi. Đa tạ đại nhân rộng lượng. Đại nhân đúng là người thấu tình đạt lý, hiểu rõ đại nghĩa. Đa tạ công tử, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho công tử một lời giải thích. Nếu đã vậy thì các ngươi nuôi đi. Thi thể của Lâm Thiên, tạm không thể nào dùng nửa để hòa táng. Vâng, đại nhân. Dù sao chỉ còn chưa cắt hết cộng lông hành non này, ta còn phải đợi hắn hồi sinh nữa. Thu Hàn cô nương, gần đây rảnh rỗi, hay là mấy ngày tới, cô nương đưa ta tới nội thành đi dạo. Được, được, nếu công tử muốn, Thu Hàn nhất quyết là không chối từ. Trước đây hệ thống từng gợi ý, nữ nhân có liên quan đến khí vận chi tử, đồng thời khiến kẻ khác thuần phục thì sẽ giành được điểm thiên mệnh. Điểm khí vận hơn 200, chỉ cần dùng chút thủ đoạn để Lâm Thu Hàn ái mộ ta tắc, chắc là không khó. Không biết nàng ta có giống Tô Thanh Ca, đồng thời ngấm ngầm tặng khí vận của chính mình, rồi từ đó tăng cả khí vận của ta hay không? Hay là nói đây chính là đặc tính mà chỉ có nàng ta có? Dù thế nào vẫn phải giữ Lâm Thu Hàn bên cạnh một khoảng thời gian nữa để xem. 3 ngày sau... Gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Các thế lực của Bát Đại Vực lại đổ bộ tới Tùng Châu. Nghe tin gì chưa? Tổ tiên của Lâm gia trở về, mang theo một vị đại nhân thần bí. Nghe nói là tới từ đại giáo bất tử của thượng giới. Phàm là thế lực có chút quan hệ với hắn, chắc chắn là sẽ là cá chép hóa rồng. Nhìn xuống Bát Vực đó. Đến đại hội luận đạo của người trẻ ở Trung Châu. Địa điểm cũng bị đổi tới cổ thành Sung Nguyệt của Lâm gia. Không sai, nghe nói có rất nhiều thế lực thần tộc, ẩn thế đến từ Thượng Cổ Thần Sơn đã lâu đều xuất hiện rồi. Hình như đều là tới xem vị đại nhân đó tới đây. Lâu lắm không gặp, tu vi của Kim Dương Huỳnh đúng là cao thâm hơn không ít. Đâu có, ta nghe nói Thiên Huynh không lâu trước đây đã luyện thành bảo thuật thần thông rồi. May mắn mà thôi, không sánh bằng các huynh đạo được, bằng các đạo huynh được. Kim Dương Huỳnh, nghe nói không lâu trước đây, huynh và một vị tuấn kiệt đến từ Đông Hoang giao thủ, trăm chiêu mà khó phân thắng bại, cuối cùng kết thành huynh đệ khác họ. Không sai, ta nói cho các người biết, thiên phú của tiểu huynh đệ đó chính là kiểu ngàn năm khó gặp. Gia Lâu Thánh Địa, Thánh Tự Kim Dương, hắn dùng tu vi của thần thông cảnh trung kỳ mà đã giao thủ với ta mấy trăm chiêu không ngừng. Thậm chí còn ép ta dùng đại nhật chân thần mới miễn cưỡng áp chế được hắn. Thế gian còn có kỳ nhân như vậy. Ơi, vị tiểu huynh đệ này của ta tính cách trầm ổn, thiên phú bất phàm. Vừa nhìn đã biết là người làm nên đại sự. Tiếc là đã đắc tội với nhân vật lớn, bất lực chỉ đành bỏ quê hương tới Trung Châu này. Người hắn nói chẳng lẽ là người được lan truyền xôn xao đó. Nghe nói là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga không thành, nảy sinh đố kỵ với vị đại nhân nào đó. Có cái mông. Rõ ràng là những nhân đó muốn leo lên làm phượng hoàng nên đã phản bội tiểu huynh đệ của ta. Kết quả là tung tin đồn nhảm khắp nơi. Ấy không phải chứ. Rất có khả năng Kim Dương huynh thẳng thắn hào sảng, sẽ không nói dối đâu. Không biết người mà Kim Dương huynh nói kia là ai. Lúc nào đó có thể để bọn ta làm quen một chút xem. Đúng đó, chuyện này. Mọi người xem đó nà. Không ngờ lại bị trưởng lão, đại năng cảnh của Lâm gia đích thân tiếp đãi. Đó là thiên chi kiều nữ của Lâm gia Lâm Thu Hàn. Nghe nói tuổi còn trẻ mà đã là trưởng lão của Đạo Cực Thư Viện rồi. Ngoài ra nữ tử mặc bộ thanh nghi, khí chất siêu phàm đó hình như là Thái Huyền Thánh Nữ của Đông Hoàng Thánh Địa.
Nói như vậy thì nam tử áo trắng đó chẳng lẽ là vị đó? Không ngờ có thể gặp được vị đại nhân đó ở đây. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, nhất định là phải tới bái kiến một chút. Đáng chết, không ngờ lại gặp ở đây rồi.